không còn. Không vậy. Hai cục này đã quá à. Chưa gì hết thay đã thích vậy. Sợ cái này tôi không ăn đâu. Bà lấy cái rồi bà đi. Lấy cái giò nè. Lấy cái này đi. Cho bà cục bận luôn. Muốn ăn thì. Nhưng mà làm vậy thì ngại lắm. Lấy hết đi. Có lương không kìa. Anh cuộn thôi. Ăn muốn hết quầy của người ta luôn các bạn. Sao cái dĩa nè. Lau đứa dĩa coi. Rồi thôi đi ăn. Đây là món sushi của tụi mình các bạn ơi. Ngon từ đầu. À, cái gì nè, rau hẹ, tôm, chân gà. Chào các bạn, chào mọi người. Đây là món ăn của tụi mình hôm nay này nha. Ốc cà na nghiêu, quả xả chờ xanh, thịt nem. Đây là mâm sushi sashimi của bọn mình nè các bạn. Bên đây là đảo sushi. Bên đây là đây là cá hồi với cá ngừ nha các bạn. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Các bạn. Ê, đạo này ăn như khác cái đạo kia. Ăn trong ngâm miệng nè. Đây là ba trường phái thịt nướng, đồ nướng nè. Còn đã là trường phái sushi. Đây là tuần sau có đen ốc nữa không? Đi. Nhìn cái bàn cái mâm thiệt là bỡ ngỡ nha. Còn như là đầy bàn hết trơn rồi. Còn đẹp cái cà nè có ngon không chị? Ừ.
đây là đảo cá hồi, đảo cá sống các bạn. Đừng làm gì mất mặt như vậy. Bốn trăm mẹ mày không, mà tôi nghe nói là giảm giá đặt chỗ rồi nó còn giảm nữa, để giúp coi lại giá hay sao, tao đâu có đặt bàn trước mà tôm rồi các bạn, nhớ là tính tiền nó mới giảm. Em có đặt bàn trước 5 người mà trời mưa quá giờ nó tới. Đây là van trắng nha các bạn. Mời các bạn tôm với mình nha. Thôi tôi nhớ mình đi cái chỗ kia nó có bánh ngọt. Quá, tôi biết cơ cần. Tiger, Heineken, Sprite, Coca. Không. Ai ăn củ này đi, cái này cũng nó tăng. Là gì? Uống gì ở đi được rồi. Kêu ăn bụng này nè. Cái ngừ á, ít thôi, cái ngầu cũng ngon, ta ăn có ngừ ra. Sạc kêu con nữa là chị. Nó là đợi lấy cá hồi. Thank you.
Dạ. Ăn uống tiệc sinh nhật của mình đến đây xin được kết thúc nha. Cảm ơn các bạn và mọi người đã quan tâm và theo dõi nha. Hẹn gặp lại những video lần sau. Té nha, té vui mà. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.